Cải mến chào tất cả các em. Chúc các em có một buổi tối thật là vui vẻ này. Ngày hôm nay thì anh Củ Cải có một tin vui muốn gửi tới tất cả các em đây. Tin vui đó chính là ngày hôm nay anh Củ Cải lại tiếp tục làm mini game để gửi tặng những cái phần quà tới tay những người may mắn nhất trên kênh của anh Củ Cải này. Trước khi vào cái video của ngày hôm nay thì anh xin công bố kết quả của mini game lần trước nha các em. Mini game lần trước thì anh Củ Cải đã gửi tặng một cái khẩu súng nước siêu to giá 250k, anh đã đặt hàng ở trên Shopee về. Và người may mắn trúng thưởng khẩu súng nước đó chính là bạn Nguyễn Văn Lập quê ở Yên Bái nha. Yeah! Bạn Nguyễn Văn Lập ơi, anh cũng đã ra bưu điện để gửi cái phần quà này tới cái địa chỉ nhà của em rồi. Có lẽ là nó sẽ mất khoảng 2 đến 3 ngày thì mới tới nơi đó em ạ. Anh xin nhắc lại một lần nữa nha, em sẽ không mất bất kỳ một chi phí nào đâu, bởi vì tất cả chi phí anh đã chi trả hết rồi. Em chỉ việc nhận quà và chơi thôi. Bây giờ thì bắt đầu cái video của ngày hôm nay thôi. Ngày hôm nay thì anh đã chuẩn bị ở đây hai phần quà rất là hấp dẫn luôn nè. Đây chính là chiếc máy bay xốp có động cơ mà anh đã đặt hàng ở trên Shopee với giá là 150.000 nha các em. Lần trước thì anh cũng đã có review về chiếc máy bay này rồi. Nếu như mà ai chưa xem thì có thể xem lại ở đây, anh sẽ đặt link ở trên này nha. Bây giờ thì anh sẽ giới thiệu sơ qua về chiếc máy bay này cho các em cùng xem nha. Đây là một chiếc máy bay được làm hoàn toàn bằng xốp nha các em. Và bên trong của nó thì có cả động cơ và có cả pin nước các em ạ. Và nó có thể sạc để được sử dụng lại nhiều lần nha các em. Đây, anh sẽ bật thử cho các em cùng xem này. Wow, các em thấy chưa? Này, gió rất là mạnh luôn. Wow, các em thấy chưa? Gió rất là mạnh luôn, nó có thể thổi bay tóc của anh luôn này. Và ở phía dưới còn có cả đèn nữa này. Chiếc máy bay này có thể bay lượn rất là lâu ở trên bầu trời nha các em. Và nó còn có thể bay rất là cao nữa. Chiếc máy bay này thì chỉ có một nút nguồn duy nhất ở đây và hoàn toàn không có điều khiển cầm tay nha. Nhưng mà các em cũng đừng có lo lắng rằng là nó sẽ bay đi mất, bởi vì trong một khoảng thời gian nhất định thì chiếc máy bay này sẽ tự ngừng động cơ của mình nha. Anh nghĩ là khoảng tầm 30 giây gì đó các em ạ. Cho nên là khi hết thời gian thì chiếc máy bay này sẽ tự động rơi xuống nha các em. Lần trước khi mà đặt hàng ở trên Shopee thì anh chỉ đặt có một cái duy nhất thôi, nhưng mà chả hiểu sao nó lại về tận hai cái các em ạ. Cũng chính vì vậy mà ngày hôm nay thì anh Củ Cải sẽ làm hai phần quà để gửi tặng tới hai người may mắn nhất trên kênh của anh Củ Cải nha. Và cách thức để tham gia cái mini game lần này thì cũng giống như mọi lần thôi các em ạ. Đầu tiên thì các em phải là thành viên của kênh anh Củ Cải nha. Nếu như bạn nào chưa là thành viên của kênh anh Củ Cải thì hãy nhanh chóng bấm vào cái nút đăng ký ở phía dưới để có thể tham gia vào cái mini game lần này cũng như là những cái mini game lần sau nha các em. Bước thứ hai rất là quan trọng này các em. Các em phải có một chiếc điện thoại có thể gửi tin nhắn nha. Các em sẽ gửi tin nhắn theo cú pháp, đó chính là anh Củ Cải, họ và tên, phía sau này sẽ là tên của các em này, và địa chỉ, đây là địa chỉ nhà của các em nha. Nếu như bạn nào không biết thì có thể hỏi bố mẹ của mình nha. Cộng với số điện thoại, tức là cái số điện thoại mà các em đang dùng để nhắn tin cho anh đó. Sau đó thì chúng ta sẽ gửi tới số điện thoại 0919547493 nha các em. 0919547493 nha. Ok, và bây giờ thì anh sẽ tháo chiếc máy bay này ra và cho vào chiếc hộp này nha. Như vậy là đã xong rồi đó các em ơi. Và anh xin nhắc lại cái thể lệ để tham gia cái mini game lần này một lần nữa nha. Đó chính là các em sẽ phải soạn tin nhắn theo cú pháp anh Củ Cải, họ và tên, đây là tên của các em này, địa chỉ, đây là địa chỉ nhà của các em này, cộng với cái số điện thoại là cái số điện thoại mà các em dùng để nhắn tin đó. Rồi gửi tới số 0919547493, 0919547493 nha các em. Cuối cùng thì anh xin chúc tất cả các em may mắn trong cái mini game lần này. Hẹn gặp lại các em trong những cái mini game lần sau. Còn bây giờ thì bye bye.